Hôm nay là anh Quang Chí Thức đang có mặt tại phòng thu của anh Phương SBM, Phương bé. đang chuẩn bị tập cho cái một số tiết mục Phật giáo với lại Xuân biểu diễn vào ngày 27 tháng 11 năm 2022 tại Viên Giác Thiền Tử. Anh Quang có gì nói với lại dạ, khán giả không? Lâu lắm rồi khán giả mới gặp lại anh Trí Quang. Trí Quang đi trời lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi hả? Mấy năm rồi đó. Và khán giả gặp Thanh Thức thường lắm hay sao? Thường mặt trai rồi, giờ anh Quang chào đi anh Quang. Trí Quang xin chào quý khán giả thân thương của chương trình Bước Chân Hai Thế Hệ. Ngày hôm nay Thanh Thức và Trí Quang lại tình cờ gặp nhau tại phòng thu của anh Phương SBM để chuẩn bị những tiết mục cho chương trình tại Viên Giác Thiền Tự lần này. Xuân Từ Bi, Xuân Ước Nguyện của chương trình Bước Chân Hai Thế Hệ. Đây là một chương trình cũng khá là đặc biệt bởi vì quy tụ gần 50 nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên điện ảnh, cải lương, nói chung là mọi lĩnh vực ha, trong nghệ thuật đúng không? Hình như gọi hết ngôi sao, ca sĩ, diễn viên, người mẫu. Đúng rồi, chỉ có ở Bước Chân Hai Thế Hệ thôi đó nha mọi người. Cho nên vì vậy mà rất mong là cái ngày 27 tháng 11 này là cái ngày quay hình tại chương trình của Bước Chân Hai Thế Hệ sẽ có đông đủ quý khán giả thân thương của chương trình Bước Chân Hai Thế Hệ. Rồi tới Thanh Thức đi. Thức xin chào tất cả quý khán giả của chương trình Bước Chân Hai Thế Hệ. Bây giờ mới chào luôn á hả? Anh chào rồi, tới em chào chứ anh cứ... Rồi có nghĩa là Thanh Thức sẽ xuất hiện trong lần này cũng khá nhiều tiết mục mà. Rất nhiều tiết mục đặc biệt hấp dẫn, có một màn cùng với tất cả đem nghệ sĩ hoành tráng lắm. Nghe anh Trí nói là bàn này, cái màn này dàn dựng là rất là quy mô hoành tráng, hết tất cả trai đẹp gái đẹp của giới nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh luôn. Mong rằng chương trình này sẽ là một tiết mục là trai đẹp luôn. Hết mọi người đều đẹp và chúng bạn mình đẹp. Có một cái bí mật nữa là trong chương trình ngày hôm nay á, sẽ có một tiết mục sẽ có mặt bốn anh em Thanh Thức, Quỳnh Đông, Trí Quang và Quốc Thái mà trước đây đã từng được mọi người yêu mến qua cái bài hát Trên Bốn Vùng Chiến Thuật. Mà nó hay lắm nha, nhớ ở đó bài mà quay cho bốn anh em quay trên Đà Lạt á, view đang cao lắm, đang được view rất là cho cao. Nên là lần này bốn anh em sẽ tái hợp lại với lại một tiết mục cho trong chương trình Bức Tranh Hải tiếp theo trong về chương trình Phật giáo. Rất mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ bốn em tôi, Trí Quang, Quốc Thái, Quỳnh Đông, Thanh Thức. Rồi ngoài những tiết mục đó thì anh Trí Quang còn tiết mục đặc biệt gì nói cho khán giả biết luôn đi. Nói luôn hả? Bật mí luôn đúng không? Bật mí sơ sơ thôi. Sơ sơ thôi. Thì trong ngày hôm trong cái chương trình ngày đó thì chúng ta có chủ đề về Phật giáo, còn chủ đề Xuân nữa. Cho nên là Trí Quang sẽ có một tiết mục rất rất là đặc biệt mà lần đầu tiên luôn. Đó là một tiết mục trích đoạn cải lương Hồ Quảng. Hợp danh luôn rồi, đúng Hồ Hàng Tố Mai. Mà hồi xưa trước đó là hồi xưa nó là một trích đoạn trong một tuần cải lương Trảm Trịnh Ân á, rất là nổi tiếng. Và lần này Trí Quang sẽ tái hợp cùng với một cô đào xuất sắc, phải nói là bậc nhất. Giống tên nha, coi như là bậc nhất. Một cô đào bậc nhất của làng cải lương mà phải nói là chuyên Hồ Quảng luôn. Có đón ai đây để mình chọn tên đi, để mình chọn lại vậy lại nó được chưa thì bây giờ cho mấy cái tên thử coi chữ thử nè, cho mấy cái tên của trong nè, như là Tú Sương nè, Chinh Chinh nè, Ngọc Quyền nè, rồi Thoại Mỹ nè. Đó, theo như quý vị thì trong những cái tên đó thì là người nghệ sĩ nào sẽ cùng với Trí Quang hát trích đoạn Hồ Quảng. Phải nói là trích đoạn rất là hay luôn. Và ngoài trích đoạn Hồ Quảng đó thì Trí Quang còn tham gia một ca nhạc bài hát Xuân và cùng với lại tất cả anh em trong những tiết mục hợp ca về Phật giáo nữa. Rất mong mọi người sẽ đón nhận những tiết mục này của Trí Quang cũng như là tất cả các tiết mục của chương trình Bước Chân Hai Thế Hệ nhé. Thích có nói gì khán giả nữa không? Thì lần này Thanh Thức ngoài một tiết mục mở màn hoành tráng với tất cả anh em nghệ sĩ hấp dẫn đó thì còn một vài tiết mục cũng khá hấp dẫn nữa mà lần này được kết hợp lần đầu tiên với một nữ diễn viên cũng rất là nổi tiếng, rất là xinh đẹp, hát cũng rất là hay. Sự xuất hiện lần này cũng khá bất ngờ tại vì sự kết duyên của anh Trí cho Thức với bạn này thì mọi người không biết có nên đón được hay không. Bạn này là một diễn viên nổi tiếng, đúng, hát cũng rất là hay. Rất nổi tiếng nha. Rất nổi tiếng nha. Hả? Đúng rồi. Thì đưa một vài cái tên ra đi. Diễn viên đúng không? Diễn viên. Diễn viên nè. Lê Phương nè, Lê Bela nè, Vân Trang nè. Thanh Trúc. Thanh Trúc nè. Dương Cẩm Linh. Dương Cẩm Linh đó nè đó. Chí Diễm. Đó rồi. Số vừa rồi Thức
kết hợp cuộc thi diễn được mọi người yêu thích rất nhiều luôn, mọi người nhắn tin hỏi thăm rất nhiều luôn, mà không lần bao này không bao giờ quên lần này cái sẽ là một tiết mục không biết là có bất ngờ nữa hay không, mong rằng mọi người sẽ nhớ đón xem nha, ủng hộ cho Bức Tranh Hai Thế Hệ cũng như Thành Thức nha, cảm ơn mọi người. Hy vọng sẽ gặp quý vị vào ngày 27 tháng 11 năm 2022 tại Viên Giác Thiền Tự. Và một tiết lộ nữa là cái sân khấu chúng tôi không phải là sân khấu mà mỗi tháng mà thầy thường tổ chức bên trong, mà sân khấu là một cái thiết kế ngoài trời. Ủa? Rất là thoáng mát. Không phải là mấy chỗ mình hay diễn hả định kỳ hả? Mình sẽ diễn ở ngoài trời, một cái sân khấu mới. Wow. Rộng hơn và đẹp hơn. Và sức chứa của khán giả sức cũng chứa đông thì cũng nhiều hơn, và khán giả sẽ thoải mái hơn chứ không bị bò gò bó bên trong nữa. Để mình có những cái góc quay đẹp, cho nên là quý vị nào sắp xếp được thì vào ngày 27 tháng 11 đến, và nhất là 4 giờ chiều thì mình sẽ có ăn chay miễn phí. Wow. Người nào cũng được ăn chay hết, thầy đãi không có phải tốn phí. Và sau đó thì 6 giờ là chương trình sẽ bắt đầu, và dự kiến là chương trình sẽ kéo dài tới sáng hôm sau. nhớ thức cùng Bức Tranh Hai Thế Hệ nha mọi người ơi, thức tới từ 6 giờ chiều cho tới sáng hôm sau nha.